đông về đàn áo ấm ra xa chùa. Ước mơ không nhiều, mong niềm vui bé đến phương trời xa. Ai đi trong giá lạnh chẳng nghĩ chuyện người đàn áo, một vầng trăng sẽ bóng chia đôi áo đang chưa rơi. Lỡ mưa đông về giá lạnh người đi, mỗi mùa đông đến mang từng cơn gió rét rừng vai gầy. Những ai âm thầm gom đầy nhung nhớ viết nên thành thơ. Trong tâm tư áo dệt bằng những dòng lệ yêu dấu, tặng người yêu lạnh giá đêm thâu. Đã thương nhau rồi, mấy ai không ngồi đàn mong từng đón. Mùa đông ai đàn áo gửi đi, mùa đông ai đàn nước tình mặn nồng. Như chim chiều về có đôi, để cho mưa gió đừng lạnh lùng. Để em trong bao ngày xa cách, anh mong đêm vào chiếc áo mùa đông. Cây lá ươm thầm chờ mùa xuân thêm tươi. Lạ rơi mấy mùa là mấy đông em chờ. Nhớ mùa đông đến em ngồi đàn áo ấm ra xa chùa. Áo tuy không dày nhưng lòng thêm ấm những khi cho em mơ có một chiều nắng đẹp tình đất nước. Người về say hạnh phúc tương lai, áo đang xong rồi nhớ cho em cười muôn vàn niềm thương.
cho em mơ có một chiều nắng đẹp tình đất nước, người về xây hạnh phúc tương lai. Áo đan xong rồi, nhớ cho em gửi muôn vàn niềm thương. Áo đan xong rồi, nhớ cho em gửi muôn vàn niềm thương. Áo đan nhớ cho em gửi muôn vàn niềm. Vâng, quý vị vừa mới nghe một đoạn chất âm của cái dàn là đến ông G33, những cái hàng về còn rất là đẹp, từ loa cho đến cục xuất nhé. Bộ dàn này thì là sẽ có khả năng kết nối cả vào trong điện thoại và trong máy tính, kết nối cộng quang để chúng ta là kết nối với TV Smart để nghe nhạc trên YouTube xuống nhé. Đầy đủ hết tất cả chức năng của quý vị. Ngoài ra thì con này là chỉnh được bass test đầy đủ hết. Quý vị biết rồi, con này hot hoặc là vì cái điểm này chỉnh được bass test đầy đủ và không thiếu một cái đầu vào thì là cần thiết cả. Vâng, nhớ nhá. Thì bộ này về những diện này là loa cũng rất là đẹp. Ở đằng sau đây nó sẽ có hai đường vào là AUX in và đường tape in, thì là quý vị hãy cầm xem đường AUX in nhé. Nắng chiều đẹp quê hay và cái đôi điện thoại âm nhạc mà được cầm đây đâu. Tôi lại gặp anh trời đêm nay sáng qua, ánh trăng nhìn hé cười vào màn ta. Đây, sau khi mà kết nối điện thoại xong như này rồi, chúng ta sẽ bật phần nhạc lên, sau đó là chuyển đường này lên nhận này, chuyển sang đường vào là OX nhé. Đa thực loại nhạc, vâng, và
Đấy, rất là đẹp này nhá. Những con này thì đây đều là hàng bên em tuyển chọn kỹ càng cả nhá. Đấy. Giá của nó là 3 triệu, hơn 3 triệu nha quý vị. Tầm tầm khoảng hơn 3 triệu chứ không phải là không rẻ đâu nhá quý vị nhá. Đấy, quý vị nào có nhu cầu mua con này thì liên hệ cho bên em nhá. Số điện thoại bên em là 0966 594 581, địa chỉ cửa hàng tại số 57 Nguyễn Hoàng Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Con này thì MG33 này công suất loa là 50W, trở kháng là 6 ohm nha quý vị. Phiên bản này là phiên bản loa về lần này là MG55, tức là phiên bản nâng cấp của MG33 luôn. Đấy, rất là chất. Vâng, MG33 nhé. Vâng, MG33 loa MG55. Vâng, giá em sẽ để trên tên đầu tiên. Quý vị nào ai có nhu cầu mua liên hệ cho bên em nhé. Vâng, em xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video này. Và xin gặp lại mọi người trong những video tiếp theo bên em.